Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 3 logarit. Quy tắc tính logarit gồm giải từ luận và giải trên máy tính Casio FX580VNX. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững quy tắc tính logarit, biết dùng máy tính để giải các bài toán liên quan đến quy tắc logarit. Bây giờ, chúng ta vào học bài mới. Mục 2 lớn, quy tắc tính logarit. Một nhỏ, logarit của một tích. Thầy cho A, B1, B2 là các số thực dương và A khác 1. Khi đó, logarit theo cơ số A của tích B1 nhân B2 sẽ bằng logarit theo cơ số A của B1 cộng với logarit theo cơ số A của B2. Đó là quy tắc logarit của một tích. Như vậy, quy tắc logarit của một tích thì được biến đổi thành tổng hai logarit. Như vậy, từ một phép nhân biểu thức trong logarit, chúng ta chuyển qua phép cộng 2 logarit. Bây giờ thầy sẽ chứng minh các em biểu thức này như sau. Ta có logarit theo cơ số A của B1 nhân B2 sẽ bằng logarit theo cơ số A của B1 cộng với logarit theo cơ số A của B2. Thầy sẽ biến đổi tương đương đến khi nào ta có một đẳng thức đúng thì chúng ta kết thúc chứng minh. Theo định nghĩa logarit thì khi đó ta có B1 nhân B2, thầy viết bên phải, sẽ bằng A mũ của tổng logarit theo cơ số A của B1 cộng với logarit theo cơ số A của B2. Tiếp tục chúng ta biến đổi. Bây giờ chúng ta thấy A mũ alpha cộng với beta thì bằng A mũ alpha nhân với A mũ beta. Như vậy nó tương đương với vị trái là A mũ logarit theo cơ số A của B1 nhân với A mũ logarit theo cơ số A của B2. Đây là theo tính chất lũy thừa với số mũ thực. Sẽ bằng B1 nhân B2. Tương đương tiếp. Vì A mũ logarit theo cơ số A của B1 thì bằng B1. A mũ logarit theo cơ số A của B2 thì bằng B2. Vậy nó bằng về phải B1, B2. Chúng ta kết thúc chứng minh. Tính chất này nó còn đúng cho tích của 2, 3 đến n số dương. Tích của 2 số dương chúng ta đã nêu ở quy tắc 3, 4, 5, 6, 7, 8 vân vân. Cho đến n số dương thì quy tắc này vẫn còn đúng. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc này để chúng ta sang giải bài tập sau đây. Ví dụ, cho số thực AB, giá trị của biểu thức A như trên màn hình, bằng giá trị của biểu thức nào trong các biểu thức sau đây. Như vậy là các em thấy biểu thức A liên quan đến tổng hai logarit cùng cơ số 2 của các biểu thức 1 trên 2 mũ A và 1 trên 2 mũ B. Do đó bài toán này liên quan đến quy tắc logarit. Về giải bài toán này chúng ta sẽ giải như thế nào? Bây giờ chúng ta vận dụng quy tắc logarit và lũy thừa của một số thực để chúng ta biến đổi như sau. Thầy viết lại A bằng logarit theo cơ số 2 của 1 trên 2 mũ A cộng tiếp logarit theo cơ số 2 của 1 trên 2 mũ B. Áp dụng quy tắc tổng của hai logarit cùng cơ số 2 thì chúng ta viết lại logarit theo cơ số 2 của tích hai biểu thức trong logarit. Tiếp tục bằng tiếp 1 trên 2 mũ A mà nhân về 1 trên 2 mũ B thì bằng 1 trên 2 mũ A nhân 2 mũ B. Thì khi đó, biểu thức trong logarit sẽ là 1 trên 2 mũ A cộng B.
bằng lối đi theo cơ số 2 của 1 trên 2 mũ A cộng B. Áp dụng tính chất lũy thừa với số mũ thực thì ta được bằng lối đi theo cơ số 2, 1 trên 2 mũ A cộng B thì viết lại là 2 mũ âm của A cộng B. Nhưng bởi vì theo tính chất suy từ định nghĩa của logarit, logarit theo cơ số 2 của 2 mũ alpha thì bằng alpha, trong đó alpha bằng trừ của A cộng B. Như vậy, chúng ta đã biến đổi được kết quả trừ A trừ B. Vậy đáp án đó chính là đáp án C. Bây giờ thầy sẽ vận dụng máy tính để giải bài này như thế nào. Trước hết, thầy nêu cách thực hiện như sau. Các em vào menu 1, các em nhấn vào B, tức là đi xét tính đúng sai. Các em nhập biểu thức A với A nhỏ, các em nhập bằng alpha x và B nhỏ nhập lại alpha y, tức là thay A và B bởi x và y ở trên máy tính. Sau đó các em nhập bằng và nhập đáp án thì các em sẽ biết được tính đúng sai của biểu thức này. Đây là một kỹ thuật các em cần phải lưu ý. Bây giờ thầy thực hiện trên máy tính như sau. Các em quan sát trên màn hình nhỏ của máy tính. Trước hết chúng ta đi vào menu B. Menu B là xét tính đúng sai. Chúng ta nhập biểu thức A. Với A chúng ta gắn cho x và B chúng ta gắn cho y. Bây giờ chúng ta nhập. Logarit theo cơ số 2 của dạng phân thức 1 chia cho 2 mũ A. 2 mũ A các em nhập là 2 mũ alpha x cộng với logarit theo cơ số 2 của 1 trên 2 mũ B. B chúng ta nhập alpha y. Chúng ta nhân bằng là alpha can. Bây giờ thầy sẽ nhập đáp án. Thứ nhất đó là A nhân B, tức là alpha x nhân alpha y thì nhân bằng. Như vậy là đẳng thức này sai. Chúng ta tiếp tục trở lại. Chúng ta nhập thêm đi trừ của đáp án B, trừ x nhân y, chúng ta nhân cho bằng, cũng sai luôn. Chúng ta trở lại, chúng ta nhập đáp án tiếp, trừ a trừ b, tức là trừ x trừ y, chúng ta nhập cho trừ vào giữa này, chúng ta nhấn bằng. Như vậy là đúng. Như vậy đáp án đó chính là đáp án C. Như vậy kỹ thuật xét tính đúng sai của một đẳng thức các em cần phải lưu ý, vì đây là một kỹ thuật. Như vậy qua bài hôm nay thầy được hướng dẫn các em một tính chất, đó là logarit của một tích, và hướng dẫn các em trong quá trình biến đổi chúng ta sử dụng các công thức đã học. Bên cạnh đó thầy được hướng dẫn các em sử dụng máy tính. Tuy nhiên, đối với từng bài thì mỗi bài có một kỹ năng bấm khác nhau. Các em phải nhớ từ từ, thì khi đó các em sẽ có một lược đồ ở trong đầu để các em nhìn vào một bài, các em bấm được. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP hoặc website gsplêminhđức.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.